quá trời đông để vào ăn cái buffet ở nhà hàng Tàu. Đây chỉ là một cái khu vực ăn uống của nhà hàng thôi nha cả nhà, chưa có hết. Chỗ này là sushi. Đây là quầy thịt, có thịt vịt, thịt bò. Cái này chắc là sụn chiên. Nhưng mà bên này người ta không ăn sụn đâu, người ta ăn cái đó là gà chiên đó cả nhà. Và đây là cá haring, cá trích của Hà Lan đó cả nhà. Món này rất là ngon và béo. Còn đây là các loại salad. Linh thấy cái nhà hàng này rộng quá rộng. Linh cũng đi nhiều nhà hàng ở Hà Lan rồi, nhưng mà Linh thấy nhà hàng này rộng lắm. Đây là cái món đặc trưng của Hà Lan mùa vào mùa đông. Món này má chồng Linh làm rất là ngon. Và Linh thấy gọi là ngạc nhiên khi họ có ở cái nhà hàng này. Đây là những cái quầy chiên, đồ ăn chiên. Có heo quầy. Đây là quầy đồ sống mà mình có thể tự chọn. Xong rồi đó, sau đó thì mình sẽ đưa qua cho người đầu bếp họ chế biến cho mình. Thì họ có những cái gọi là cái nước sốt đặc biệt của họ. Đó là rau cải. Bên đây có nhiều loại rau cải. Nhà hàng này rộng hết cả nhà. Nhìn cái chén ớt này là Linh mê. Việt Nam. Anh giấy. China. Second. Yeah. Hồ Lan von gì hier? Tin Giang. Look. Em back here of Va. Va back here đó. Here ở lên. Oh, look. Bên dưới here look. Bên dưới Netherlands look. Yeah, it goes. It goes here. Then they have to speak English. Yeah. Mình thích coi người ta chế biến lắm. Đây là cái dĩa mà Linh tự chọn mỗi thứ một ít thôi. Ở đây là có con này không biết tiếng Việt kêu là con gì. Bên Linh là kêu mốt xơ lành á. Con này là cá trích nè nha cả nhà. Đây là một loại cá hun khói. Tôm. Thịt heo quay. Thịt vịt. Cái này là cái miếng cái gì nè. Gà hồi nãy nè. Nhỏ xíu rồi Linh lấy một chút cho Linh ăn thử thôi. Còn đây là nấm. Sushi có cơm quá nhiều. Đây là cái không gian chính của họ, nhìn rất là rộng. Còn đây là cái quầy nước.
có đủ loại các loại nước ngọt nè, có cà phê cho mình chọn nữa. Hồi nãy Linh thấy quầy cơm mà Linh chưa có quay cho mọi người xem. Cái này là cái cải, này là cải trắng mà nó hơi đắng đắng đó các bạn nha. Quấn với lại cái gì nè, bê cái thịt ba rọi á, không khói á. Đây là đậu với là thịt không khói. Thịt. Peking duck. Vịt Bắc Kinh. Trứng chiên. Cái món này là đậu hũ. Còi mai. Còn đây á, là món tôm. Mỗi một phần như vậy là ba con tôm. Họ làm, họ nướng cho mình luôn tại chỗ. Và các còi mai. Kế bên là có mấy miếng tôm nướng. Và trái lê, ông xã anh bỏ vô cho Linh á. Mọi người thấy Linh toàn ăn đồ biển không à? Thích ăn đồ biển. Tại vì ở nhà cũng thích được ăn đồ biển. Nhà Linh nó không ai thích ăn đồ biển hết, có mình Linh ăn à. Cho nên nó đang phản biện lại đó cả nhà. Đây là quầy tráng miệng, có trái đào, trái vải, dưa và thơm. Và ở đây thì có một cái chỗ để mình nhúng sô-cô-la đó cả nhà. Để Linh quay thêm coi còn cái gì nữa nha. Quá trời loại bánh luôn. Nhưng mà nói thật với cả nhà nha, chưa bao giờ mà Linh vào mấy cái chỗ này ăn bánh. Hoặc là mấy cái chỗ khác thì cũng đâu có ăn bánh đâu, tại vì Linh đâu có thích lắm đâu. Mấy cái này cũng là bánh khác nữa, nhưng mà Linh không cần lắm. Chỗ đó là có một cái nhúng cái xô chocolate trắng và một cái chocolate bình thường. Đây là cái món rau củ xào với lại đồ biển và những cái sốt thật là cay của họ. Linh chưa ăn thử nha, tự nhiên con Linh nó bỏ đâu cái xúc xích này ra ghê quá. Linh thử nha cả nhà. Họ làm vừa miệng rất là ngon. Và cay nữa, đặc biệt cay thì ngon lắm. Súp tomat. Súp tomat. Ngon. Súp tomat. Súp tomat. Ở đây á, họ để cái sushi trên cái dây chuyền, giống như mấy cái nhà hàng sushi dây chuyền ở Việt Nam mà Linh từng đi ăn. Ở cái nhà hàng khác á, thì họ chỉ làm sushi và để trên cái bàn giống như bên này thôi, chứ không phải để trên cái dây chuyền như vậy. Ở đây nhìn có vẻ giống như làm cho mình bắt mắt hơn á cả nhà. Bên đây là cái panna cốt. Nhưng mà cái bánh gì là ta, bánh kép đó. Nhưng mà khi mà Linh, gia đình Linh tới hôm nay là rất là trễ rồi, cho nên đồ ăn hết. Và ở đây họ đã làm xong rồi, cho nên không có quay cận cảnh cái cảnh người ta làm panna cốt ở đây cho cả nhà ăn và cho cả nhà xem. Sorry. Và Linh cũng thắc mắc luôn nha, người Hà Lan ăn panna cốt quá trời luôn mà tới nhà hàng này lại cũng ăn panna cốt. Ăn mấy cái này là no bụng rồi, làm sao mà ăn được cái khác được cả nhà hả?
Còn đây là cái phòng mà ngồi mình ăn nè. Họ trang trí những cái đồ cổ, của cái đồ giả cổ của Hà Lan. Có những đôi giày gỗ nè, rồi thuyền. Bây giờ mình lại đi ra, mình ăn tiếp nha cả nhà. Mọi người đi ăn buffet, mọi người có ăn nhiều không? Chứ thật ra Linh ăn rất là nhiều á, Linh ăn đến 4 dĩa luôn á cả nhà. Mỗi dĩa nhìn ít ít như vậy thôi, nhưng mà Linh ăn Linh thấy rất là no. Dù ở nhà Linh chỉ ăn một dĩa thôi. Ở đây có mấy cái thức uống mà trẻ em nó rất là thích. Linh chưa bao giờ uống cái loại này. Sao đi mọi người, bị ít gì rồi. Cứ mùa lạnh này là bị cảm lạnh hoài. Đây thì là cái tủ kẹo cho mấy đứa con nít nè. Nó lại đây nó quay quay mấy cái này. Thì ở đây họ cũng quay mấy cái này thì trả tiền đó. Còn có ăn vào sô-cô-la nhúng chính không? Đó nha. Không. Bây giờ thì có vẻ rất rẻ hơn rồi. Mình tiếp. Con Linh nó đang lấy mấy cái trái cây để nó ăn. Ở đây thì đa số là trái cây đóng hộp thôi, nhưng mà Linh thích tại vì nó cũng dễ ăn á. Mọi người đang ăn cái chocolate. Linh nói con Linh nó ăn đi để cho mình quay phim, nhưng mà nó không thích ăn, nó ăn đồ ngọt bây giờ cũng nhiều rồi cho nên nó không ở thích đây ăn thì cái có này. Nhiều loại kem nha cả nhà. Linh thì chưa bao giờ Linh ăn hết tại vì cái vị cái món nào này cũng vậy hết, là có rất là nhiều kem để cho con nít bên đây chọn là chocolate màu trắng lựa chọn. Và Linh thấy ở đây thì nhiều loại kem hơn là các nhìn nó mượt của cái nhà khác. Cái đây là củ kem. Ở đây họ có nhiều loại kem phong phú chứ. Bây giờ đây là món tráng miệng của Linh nha. Chỉ có 2-3 loại thôi. À đây cũng không phải là cái món Linh thích. Mấy kem mấy chị à, ba gì hết rồi. Chỉ thích ăn no, kem ở cái nhà đây của Linh thôi. Cái này màu vàng vàng nhưng mà Linh nghĩ là chôm chôm của mình đó cả nhà. Phải không ta? Nhìn thấy rất là giống chôm chôm luôn á. Đây là che vải. Và đây là đào hộp. Dù biết rằng là đồ hộp nhưng mà Linh vẫn thích nè. Cái này không phải apricotion. Apricotion nè. Nè đây là trái chôm chôm. Trái chôm chôm của mình. Nó đó là trái mơ. Đúng rồi. Đây là bánh macaron và một cái loại bánh gì đó. Speckcook. Linh chưa bao giờ ăn, Linh nghĩ là giống như cái bánh gì biết không cả nhà. Trời ơi nó bá. Bánh mông lan á mà có từng lớp á cả nhà. Đây là đồ tráng miệng. Còn mà Linh nghĩ là bên mình mà ăn buffet á, tráng miệng sẽ là bánh cái gì xương sáo, bột lọc hoặc là chè rồi hết cả nhà ha. Mấy món đó Linh thích ăn Linh sẽ ăn. Còn mấy món này thì Linh không thích ăn lắm cho nên Linh quay phim cá ké con Linh ăn cho mọi người xem thôi. Ở chỗ này bây giờ đi về rồi, mọi người dọn dẹp đi về rồi, Linh cũng chuẩn bị đi về. Nhưng mà thấy trống cho nên Linh đi vòng vòng để quay phim cái phòng này cho mọi người xem. Linh thấy họ trang trí dù là hoa giả, lá giả, nhưng mà họ trang trí rất là gọi là lịch sự và khoáng đãng. Hy vọng lần sau khi Linh đến chỗ này Linh ngồi, Linh đến chỗ này Linh ăn thì tụi Linh sẽ ngồi ở chỗ này. Tại vì Linh nói là tụi Linh đến trễ quá cả nhà, cho nên không còn chỗ ngồi nữa. Ở đây họ trang trí hình Phật nữa cả nhà. Đúng cái kiểu trang trí phía phương Đông á, thì lại là Trung Quốc nữa thì chắc chắn là sẽ có hình Phật.
Ở đây á, nhìn rộng ghê á, ngồi ăn thì có lẽ là vui hơn. Hy vọng là lần sau tụi Linh đừng có quyết định quá trễ để tới chỗ này. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Linh chia sẻ một ít về cuộc sống hàng ngày và những cái cảnh quan mà Linh đã từng đi qua. Mong cả nhà hãy tiếp tục ủng hộ theo dõi kênh của Linh đó nhé. Càng ngày Linh sẽ cố gắng làm clip hay hơn để phục vụ cho khán giả của mình. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Chúc cả nhà một năm mới thật an khang thịnh vượng, nhà nhà no ấm đủ đầy và luôn vui vẻ hạnh phúc, nhiều sức khỏe nhé. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại năm sau.